Tại phiên họp báo chính phủ tháng 8 thường kỳ chiều ngày 4 tháng 9, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trường Newton ở quận Bắc Từ Liêm được xây dựng 7 tầng, 5 tầng có phép, 2 tầng 6 và 7 không có phép. Với tình trạng vi phạm như vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm và Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra. Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã tiến hành thanh tra. Cả thanh tra xây dựng của Bộ Xây dựng và Thanh tra thành phố đã có kết luận về việc này. Trong đó kiến nghị xử phạt hành chính và hoàn thiện các thủ tục để đảm bảo theo quy định và đặc biệt là đảm bảo an toàn quy chuẩn xây dựng phục vụ trường học. Đến thời điểm này, đối với công tác phòng cháy chữa cháy đã đủ điều kiện từ tầng 2 đến tầng 5, riêng tầng 6 và tầng 7 thì chưa. Căn cứ vào tình hình cụ thể như vậy, nên Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã kiểm tra công trình và cho phép trường sử dụng từ tầng 1 đến tầng 5. Riêng hai tầng 6 và 7 chỉ được sử dụng khi nào các cấp có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện và đảm bảo các điều kiện cho sử dụng. Theo kết luận thanh tra số 5815 của Thanh tra thành phố Hà Nội về đợt thanh tra toàn diện dự án xây dựng trên lô đất TH2 tại khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thì khối nhà lớp học và nhà hiệu bộ đã xây dựng xong cao 7 tầng, sai so với quy hoạch phê duyệt tầng trung bình 2,8 tầng. Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, trong khi chưa được Sở Quy hoạch Kiến trúc và các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, chưa được giao cho thuê đất để thực hiện dự án, nhưng bà Lê Bích Dung, nhà đầu tư trường Newton, đã tự ý xây dựng công trình cao 7 tầng với diện tích mặt sàn là 2.340m² và một số hạng mục phụ trợ phục vụ cho học sinh là không đúng quy định, chi tiết, kế hoạch, tỷ lệ 1/500 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, không đúng với giấy chứng nhận đầu tư số 11-2100-1015 ngày 3 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, vi phạm quy định tại Điều 52 Luật Quy hoạch Đô thị năm 2009, Điều 111 Luật Đất đai năm 2013. Nói một cách khác, đây là một công trình vi phạm nghiêm trọng các quy định về xây dựng cơ bản. Thanh tra thành phố Hà Nội cũng chỉ rõ, lô đất TH2 đã được thành phố phê duyệt cho trường Pascal hoạt động, không phải cho trường Newton. Việc Phòng Giáo dục quận Bắc Từ Liêm phê duyệt cho các trường, trong đó có trường tiểu học Newton về hoạt động giáo dục, chỉ tiêu tuyển sinh tại lô đất TH2 mà không kiểm tra xem xét đầy đủ các hồ sơ liên quan đến tiêu chuẩn cơ sở vật chất là chưa thực hiện đúng quy định về điều kiện cho phép về hoạt động giáo dục tại thông tư số 12 ngày 30 tháng 12 năm 2010, ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Thông tư số 41 năm 2010 ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều lệ trường tiểu học. Trong kết luận, Thanh tra thành phố cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm điều tra, làm rõ, có hình thức xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các cá nhân có sai phạm, tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với Phòng Giáo dục quận Bắc Từ Liêm trong việc giao chỉ tiêu tuyển sinh không đúng quy định.